Tại Đắk Lắk, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vừa xét xử phúc thẩm vụ án giả danh lãnh đạo cục của Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân. Bị cáo trong vụ án này là Đào Thanh Tâm, tên thường gọi là Hà Phương Tường Vân, 45 tuổi, ở xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, tháng 1 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tâm 13 năm 6 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Tâm làm đơn kháng cáo xin chuyển tội danh và giảm nhẹ hình phạt. Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2018 đến năm 2019, Tâm vào cư trú ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh và thường đi làm ăn các nơi. Trong quá trình đó, Tâm thường sử dụng một cái tên khác là Hà Phương Tường Vân và tự giới thiệu mình là công an, cấp bậc đại tá, hưởng lương thiếu tướng, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc và quyền Cục trưởng Cục Tình báo của Bộ Công an, đồng thời có những mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo trong và ngoài ngành công an, nên có thể giúp người khác vào biên chế nhà nước, cũng như giải quyết các công việc liên quan đến pháp luật. Với những thủ đoạn trên, Tâm đã thực hiện hai vụ lừa đảo, chiếm đoạt 533 triệu đồng của một người dân ở tỉnh Đắk Lắk và một người ở thành phố Hà Nội. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk còn nhận được đơn của ba người khác tố cáo Tâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng không có căn cứ đầy đủ để kết luận xử lý. Về thực trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân dân, thì như vậy là không chỉ ở Đắk Lắk mà một số nơi khác cũng đã xảy ra cái tình trạng lợi dụng chức vụ uy tín của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân dân chúng ta. Về bằng con đường là xin việc làm, chạy những cái việc mà liên quan đến pháp luật, thì đó là những cái điều mà là gian dối, không có thật, mà người ta chỉ lợi dụng người đó để là có chiếm đoạt tài sản của bà con thôi. Cho nên tôi mong rằng là bà con đừng tin vào những cái lời gian dối đó để mà coi như mất tiền, có nghĩa là tiền mất tật mang đấy, chứ không bao giờ có điều đó. Mà việc thi cử thì hiện nay là rất là công minh, phải bằng con đường là thi tuyển, rồi bằng con đường xét tuyển, rồi là coi như pháp luật thì xử lý rất là đúng đắn. Chẳng hạn như qua phiên tòa hôm nay, bị cáo lợi dụng danh nghĩa là coi như là đại tá, ăn lương thiếu tướng, rồi quen biết một số là chức vụ cao cấp trong ngành công an, rồi trong xã hội, và cho rằng mình có là điều kiện để mà xin giảm án, xin chạy việc. Cho nên như vậy là hai bị hại đã nhầm tưởng mà đã đưa tiền đến hơn 500 triệu đồng. Và hôm nay tòa đã xét xử rất công minh cái việc này. Đây là một tiếng chuông cảnh báo và đề nghị là bà con cô bác tất cả là đừng tin vào những cái việc làm sai trái đó. Trước đây, vào tháng 12 năm 2002, Đào Thanh Tâm đã từng có một tiền án 16 tháng tù giam. Tại phiên phúc thẩm này, hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Đào Thanh Tâm y án sơ thẩm 13 năm 6 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.